Quá trình trích xuất dữ liệu lưu trữ của email có địia chỉ huetm@flc.vn. Cơ quan chức năng tìm thấy một hình ảnh là công văn của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng được đóng dấu tối mật. Trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, cơ quan chức năng đã xem xét hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Trịnh Văn Quyết và các đối tượng liên quan. Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án ngày 29 tháng 3 năm 2022, Bộ Công an thi hành lệnh khám xét Phòng Công nghệ Thông tin, Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, trích xuất dữ liệu lưu trữ email huetm@flc.vn của Huế từ máy chủ. Cơ quan điều tra đã phát hiện, tại thời điểm ngày 10 tháng 6 năm 2020, email trên có hình ảnh công văn số 640/TT-GSNH1 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nội dung là về việc đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, kèm theo danh sách 6 doanh nghiệp và 5 cá nhân đại diện pháp luật. Phía trên bên trái công văn được đóng dấu tối mật. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đã ban hành kết luận giám định số 7049. Kết luận, mẫu giám định không phải là tài liệu bí mật nhà nước tại thời điểm ban hành. Vì vậy, cáo trạng cho biết hành vi của Trịnh Thị Minh Huế không đủ yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trong vụ án này, Trịnh Thị Minh Huế là kế toán tập đoàn FLC và là em ruột của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn. Huế bị cáo buộc trực tiếp nhận chỉ đạo của ông Quyết để thực hiện hoặc chỉ đạo lại các bị can khác thực hiện việc nâng khống vốn góp của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Huế đã giúp sức tích cực để anh trai niêm yết cổ phiếu Rose trên sàn HOSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của 30.403 nhà đầu tư chứng khoán. Cơ quan công tố còn cáo buộc Huế đã thực hiện theo chỉ đạo của anh trai nhờ 45 cá nhân có quan hệ gia đình, đứng tên lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập 20 công ty và mở 500 tài khoản tại 43 công ty chứng khoán. Huế cũng trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản trên để thao túng thị trường chứng khoán. Từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Huế sử dụng 190 trên 500 tài khoản chứng khoán và 83 tài khoản ngân hàng để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo, mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở đóng cửa, đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh. Từ đó, 4 mã cổ phiếu HAI, GAB, ART, FLC bị tạo cung cầu giả, thao túng giúp ông Quyết thu lời bất chính hơn 684 tỷ đồng. Huế bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. 30.403 người mua cổ phiếu, chỉ 95 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường. Theo cáo trạng, cơ quan điều tra xác định có 30.403 bị hại đã mua cổ phiếu Rose, tuy nhiên chỉ mới xác định được 133 bị hại. Trong đó có 95 người có yêu cầu bồi thường. Trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Quyết bị cáo buộc đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu Rose, hình thành từ vốn góp khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng. Theo cáo trạng, sau khi số tiền bán cổ phiếu Rose nêu trên được chuyển về tài khoản của các cổ đông, Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Quyết, đã lập chứng từ rút tiền mặt đưa cho các cổ đông ký, rồi lấy tiền sử dụng cho các mục đích khác nhau, theo chỉ đạo của ông Quyết. Cụ thể, hơn 181 tỷ đồng được nộp vào tài khoản của tập đoàn FLC và 5 công ty con, 436,4 tỷ đồng được đưa vào tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân để thanh toán trả nợ vay. Hơn 380 tỷ đồng được nộp vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán, hơn 44 tỷ chi tiêu cá nhân. Còn lại hơn 2.500 tỷ đồng được nộp vào tập đoàn FLC, các công ty con, công ty liên kết để hoạt động kinh doanh, nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do Huế quản lý, điều hành. Về việc xác định bị hại, cáo trạng cho biết, cơ quan điều tra đã chứng minh được có 30.403 nhà đầu tư đã mua hơn 391 triệu cổ phiếu Rose của Trịnh Văn Quyết trên sàn HOSE với tổng giá trị thu về hơn 4.800 tỷ đồng.
Trong đó, công ty Faros chỉ có vốn góp chủ sở hữu thực là hơn 1.190 tỷ đồng và vốn góp chủ sở hữu khống là hơn 3.100 tỷ đồng. Qua đó, cơ quan điều tra kết luận ông Quyết đã chiếm đoạt của 30.403 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 3.600 tỷ đồng. Các cá nhân này đã bỏ một khoản tiền thật để mua cổ phiếu ROS của Trịnh Văn Quyết trên sàn chứng khoán, mà không biết cổ phiếu đã bị Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng các thủ đoạn gian dối để nâng khống về giá trị. Vì vậy, được xác định là bị hại của vụ án, cáo trạng nêu. Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ủy thác điều tra, đồng thời Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nhiều lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị người bị hại đã mua cổ phiếu ROS khai báo, tiến hành xác minh, lấy lời khai để xem xét, giải quyết trong vụ án. Kết quả điều tra đến nay mới chỉ xác định 133 trên 30.403 bị hại đang sở hữu hơn 627.000 cổ phiếu với tổng giá trị khi mua là hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, 95 trên 133 bị hại có yêu cầu bồi thường thiệt hại do đang sở hữu 381.670 cổ phiếu ban đầu hình thành từ vốn góp khống, với giá trị mua là hơn 1,39 tỷ đồng. Thợ may, lao động tự do thành nhà đầu tư có 750 tỷ đồng. Để hợp thức cho việc sử dụng vốn góp khống, công ty Faros đã ủy thác đầu tư cho hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Dung, thợ may, và bà Lê Thị Thơm, lao động tự do, với tổng số tiền 750 tỷ đồng. Trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định ông Quyết là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mua công ty cổ phần xây dựng Faros, chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Từ đó, ông Quyết đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng. Để làm được điều này, công ty cổ phần xây dựng Faros phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và tháng 6 năm 2016, đề nghị chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký, lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS. Quá trình thực hiện việc đăng ký công ty đại chúng, công ty Faros từng bị vụ giám sát đại chúng, Ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị giải trình một số nội dung trong báo cáo kiểm toán. Nội dung mà vụ giám sát đại chúng yêu cầu công ty Faros giải trình như phải cung cấp các tài liệu liên quan quá trình tăng vốn của công ty và sử dụng vốn thu được từ các đợt tăng vốn, cung cấp thông tin về việc chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông để tăng số lượng cổ đông lên 114, giải trình của công ty kiểm toán. Người đứng đầu vụ giám sát đại chúng thời điểm đó là ông Lê Công Điền đã ký văn bản số 2270 có các nội dung nêu trên. Ngày 5 tháng 5 năm 2016, Faros có giải trình phản hồi. 4 ngày sau, doanh nghiệp này tiếp tục bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, khẳng định Faros có vốn điều lệ thực, góp đạt 4.300 tỷ đồng, cùng 114 cổ đông. Theo cáo trạng, trong giải trình của công ty Faros có nội dung về những trường hợp ủy thác đầu tư. Cụ thể, công ty Faros đã hợp thức cho việc sử dụng vốn góp khống bằng cách thông qua ủy thác đầu tư cho hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Dung, thợ may, và bà Lê Thị Thơm, lao động tự do, với tổng số tiền 750 tỷ đồng. Hai cá nhân này được Trịnh Thị Minh Huế là em gái ông Quyết nhờ đứng tên để nhận số tiền ủy thác trên. Tuy nhiên, Chủ tịch Faros Doãn Văn Phương đã ký công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo đây là hai nhà đầu tư uy tín, có năng lực trong các lĩnh vực đầu tư và giải trình cơ sở, có nguồn tiền ủy thác đầu tư là do công ty nhận được nhiều dự án lớn, nhưng vốn huy động chưa cần thiết sử dụng. Công ty đã có nghị quyết cho phép sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để ủy thác đầu tư cho các tổ chức cá nhân, đồng thời xác định việc ghi nhận doanh thu tài chính phù hợp với chuẩn mực doanh thu và thu nhập khác. Cáo trạng nêu một phần nội dung giải trình của Faros. Sau khi nhận giải trình trên, vụ giám sát công ty đại chúng vẫn nhận thấy báo cáo tài chính và xác nhận kiểm toán còn nhiều mâu thuẫn. Vì vậy, phó vụ trưởng và hai chuyên viên của vụ này đã tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam và kết luận Hội Kiểm toán viên Hành nghề Hà Nội phải kiểm toán và phát hành lại báo cáo kiểm toán của Faros. Theo cáo trạng, dù có kết luận như trên, nhưng CPA Hà Nội không chấp hành mà Lê Văn Tuấn, kiểm toán viên, cùng Nguyễn Ngọc Tỉnh, tổng giám đốc vẫn ký,
ban hành 3 báo cáo kiểm toán có nội dung chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính, báo cáo vốn góp của chủ sở hữu Farod. Sau khi có các báo cáo kiểm toán, Tổng Giám đốc Farod ký văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị sớm có văn bản chấp thuận Farod là công ty đại chúng. Ngày 30 tháng 6 năm 2016, ông Điền ký báo cáo kèm tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Farod và đề xuất phê duyệt chấp nhận công ty Farod là công ty đại chúng. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng hồi đáp đồng ý. Ngày hôm sau, ông Điền ký công văn có nội dung Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Ngày 4 tháng 7 năm 2016, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát Công ty Đại chúng đề nghị đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nội dung chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Farod. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.